Rồi, đây cả nhà. Giờ được mới soạn hàng ra, giờ chuẩn bị quay cho các bạn. Hôm nay được cũng sẽ quay đồ mới về rồi sẽ quay combo cho anh em luôn ha. Cho anh em dễ chơi, dễ lựa chọn, dễ sử dụng luôn nha. Rồi được xin chào các bạn nha. Giờ được mới về thì giá được bán lẻ đây các bạn. Thì để quay cho các bạn xem ha. F35 và 100.000 một con, F45 là 100.000 con nha các bạn. Con 45 thì nó to hơn bạn, con 35 thì nó nhỏ nè, anh em có thể lua cái lóc cứng đồ, cái lóc mà lứa lứa đồ thì ok. Này 45 thì có thể cái lóc bự hơn chút nha cả nhà. Nó da của nó rất là mềm đó, màu tê là tê. Nó F35, F45 giá đồng giá là 100.000 một con nha anh em đó. Thì thứ hai nó dây winner được có xây 0.45 nè, có 3 màu, màu hồng trắng, có 4 màu luôn, với xanh lá xanh dương đó. Thì được có 4-3 xây 0.45, 0.50 và 0.55 nha cả nhà. Đó, dây này hổm gài được dài rất là nhiều luôn á. Thì giá của dây này là 230.000 nha anh em. Nó 230.000 một cuộn nha. Đó, thì anh em mua xây ngắn thì số mét nó dài, mua xây lớn thì số mét nó ngắn hơn. Thí dụ như xây 0.45 thì nó được 340m nha cả nhà. Còn mà 0.50 thì nó được 275m và 0.55 nó được 230m nha anh em. Đó. Thì giá của nó là 230.000 một cuộn, cước Nhật nha các bạn. Okamoto, hàng chính hãng nha cả nhà. Thì do được mở đèn á, quay giờ này nó cũng tối rồi. Thành thử ra nó phản quang ánh sáng, nó coi nó cũng không có rõ gì mấy nha. Đó, cho nên là anh em cũng thông cảm giùm cho em. Rồi, giờ em sẽ lên combo cho cả nhà mình nha. Rồi, đầu tiên em sẽ lên combo đầu tiên cho cả nhà mình ha. Đây là con Daiwa 576 2m1 nha cả nhà. Thì cả nhà mà thích xây bự hơn 2m4 hay là máy bự hơn thì cứ báo cho em á, em sẽ lên giá nhẹ thôi. Ví dụ mà xây 2m4 của con này thì nó lên 20.000 cái cần. Còn con này lên xây 5.000 6.000 thì nó sẽ tăng thêm 10.000. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên combo. Combo gồm có cần, máy, dây ha, dây như hình của được ha. Cần máy dây như hình của được nha cả nhà. Rồi dưới kèm theo phụ kiện, kèm theo nó là hai chì, một chuông đó, một hộp lưỡi đó, một bịch phao đèn 5 cái nha, một đùm nho 4 luôn ha, và ba cái khóa nha cả nhà. Đó thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 món đó. Thì 9 món ha, combo gồm có 9 món nha cả nhà. Thì trong cái bộ này rồi, combo gồm có 9 món như thế này nha cả nhà. Cần Daiwa 576 2m1 ha. Máy AC xây 4.000 ha. Và một cuộn dây 100m để anh em vô máy ha. Đó, rồi hai chì, một chuông, một hộp lưỡi ha, một đùm nho 4 ha, một bịch phao đèn 5 cái nha cả nhà, và ba cái khóa mà ní nữa là 9 món. Thì combo 9 món như thế này các bạn. Giá 450.000 là gồm luôn, là tiền ship cho các bạn luôn. Đó, khi anh em nhận hàng thì chỉ giao cho shipper là 450.000 thôi. Còn không có giao thêm gì nữa trơn, là đó là gồm luôn cả tiền ship cho các bạn đó nha. Đó, thì combo này thì được chỉ lấy 450.000 thôi bạn, thì được ba đã bao ship cho các bạn rồi. Đó, anh em mua lẻ thì có thể được sẽ bán lẻ cho cả nhà mình ha. Đó, thì 450.000 ha, luôn ship nha cả nhà. Đó, cần Daiwa 576 màu đen kết hợp với máy màu đen luôn nha quý vị. Đó, thì combo này 450.000, cả nhà nào mua hàng thì anh em được đó thì cứ báo cho em nha. Cần 2m1, máy 4.000. Đó, gồm có 9 món là gồm có dây đó, lưỡi, chuông, nho, chì và phao đèn và khóa nha. Rồi thì em qua cái mẫu này đó, 450.000 nha cả nhà. Đó, combo 9 món nha, 450.000. rồi thì giờ em sẽ qua tiếp một cái mẫu tiếp theo nữa nha quý vị. Đó, nó mẫu tiếp theo nữa là cái mẫu cần tầm trung nữa này. Ồ, hú hộp chị mén. Đây là con một bộ mà Pioneer luôn bạn. Máy Pioneer Falcon nè, nó cần Pioneer Black Gold. Đó. Đây là hai bộ này rất là hợp luôn á, màu vàng đen ha. Vàng đen, máy cũng vàng đen luôn nha quý vị. Nó rất là hợp ha. Pioneer Black Gold, xây được đang quay cho các bạn là xây 2m4 ha. Hồi nãy là 2m1, bây giờ 2m4 để cho anh em có sự lựa chọn ha. Phân khúc này nó sẽ dính hơn tí xíu nha cả nhà. Nó con Pioneer Falcon này là mẫu này tay quay ghen dặn nè, anh em dặn ngược lại thì tháo ra, dặn tới là siết vô ha. Nó quay cho cả nhà mình xem ha. Nó rất là đẹp nha. Rồi thì combo này gồm có dây của nó sẽ xịn hơn bạn. Nó lên hàng xịn thì dây sẽ xịn hơn.
Nó dây này là 150m Shimano Bosstrap, thì giá được đang chào, chuẩn bị chào cho các bạn đó là 80.000 đồng một cuộn nha cả nhà. 150m 80.000 đồng một cuộn. Thì dây này nó có là màu, là màu đen nha cả nhà. Đó, cuộn dây là màu đen hả? Đó. Dây là màu đen. Đó, anh em đánh combo này hả? Đó, tôi sẽ quay cho cả nhà mình ha. Thì cần pin Fancon với dây này. Đó, là nguyên bộ nó là ba như thế này hả? Và được sẽ thêm kèm thêm phụ kiện cho các bạn ha. Cũng gồm có cơm có 9 món luôn. Là sẽ lưỡi nè, chuông nè, đùm nho hai chì, một bịch pha đèn 5 cái và ba khóa mani nha cả nhà, ba cái khóa nha. Thì combo này cũng gần với 9 món luôn nha cả nhà. Đó, Pino Fancom hàng Singapore ha. Bộ combo này hàng Singapore nha. Thì phân khúc này là đạt cần 2m4 ha. Máy là xây 4.000 ha. Đó, tầm mẫu tay quay game dặn đó, rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn. Đó thì combo này các bạn, thì cần này là Pino mẫu mới, khoen nó là sứ tròn. Nó rất là đẹp, độ buông nó là chống sắn nha cả nhà. Cần thì tải chì một tải tính chì 100g nè, tải mồi nè. Đó. Thì mẫu này anh em có thể câu cá 8 đến 10 kg là phải re phải ru luôn nha. Đó. 8 đến 10 kg là phải re phải ru luôn. Thì gồm có 9 món mà dây của nó thì sẽ cao cấp hơn chút xíu nha các bạn. Đó thì combo này ba cần máy dây gồm có phụ kiện này theo nữa ha. Thì 9 món này em chốt cho các bạn là 820.000 ha. 820.000 tiền bao gồm là tiền ship luôn nha cả nhà. Đó thì 820.000 đó anh em chỉ nhận cả hàng và về câu thôi, không có tốn thêm đồng nào nữa ha. Đó, combo này xịn sò hơn, giá 820.000 nha anh em. Anh em mua hàng thì cứ báo cho em nha. Đó, đây là combo câu sông, câu hồ, đó, câu suối, câu đồ đó, anh em muốn câu gì đó câu. Đừng câu cá rô 4 mấy ký được rồi. Đó, rồi được sẽ xin nhắc lại, đây là combo này là 820.000 nha cả nhà. Đó, cả nhà mua hai bộ đổ lên thì em tính 800 chẳng ha, mua một bộ thì em tính 820. Đó ha, thì tiền này là ship luôn nha cả nhà. Đó là anh em chỉ tính 820 thôi. Đó, rồi được qua bộ này ha, được sẽ chơi thêm cái bộ mà nhỉnh nhỉnh hơn tí xíu nữa nha cả nhà, cho cả nhà mình ha. Đó rồi, được sẽ qua một cái bộ tiếp theo nữa nha cả nhà. Rồi em sẽ qua một cái mẫu tiếp theo nữa. Mẫu này cũng khá là xịn sò cho anh em và cho các bạn nha. Đây là con Daiwa. Đó, Daiwa này là Daiwa Chiki 4 các bạn. Đó, Daiwa Chiki 4, hàng chính hãng của Daiwa. Và cái Asino mình đang cầm nó là Asino Carrot. Mẫu này thì anh em có thể là đi đánh lua ha, đánh lua đánh sông này được ha. Cán hở 3 khúc nha. Anh em có thể là đi lua lóc ha, đi câu sông rồi là ok nha cả nhà. Cần được đang cầm là cho các bạn là cần 2m4 ha. Cần 2m4 nha. Đây là sự Chiki 4, Daiwa Chiki 4. Mẫu này thích hợp đó anh em, là câu sông, câu lua rồi được nha. Máy gọn nhẹ đó, cần 2m4 đó, thích hợp để anh em câu lua trong phân khúc mà máy đứng á đó. Đó, có thể mình lua lóc hay là đi câu sông câu đồ thì tùy cái thích của mình nha. Đó, anh em cũng phái đi câu lua bằng cây này nè. Nó với lại độ cứng cây này cũng MH nữa đó. Thì đây là cây Asino Carrot nha các bạn, tải cá 6 đến 8 kg ha, cán hở và khúc rất là đẹp. Thì combo này gồm có cần máy dây và cũng là dây bót rem này các bạn. Đó, dây bót rem bó vơ pro của Shimano. Thì combo của nó cũng gồm có 3 món như thế này ha các bạn. 3 món như thế này là một máy, một cần, một dây. Và gồm theo phụ kiện 6 món đó là 9 món nha các bạn. 9 món cũng giống như hai em này luôn. 9 món. Đó, thì 9 món này đó gồm có lưỡi, chuông, đèn chì, pha đèn, khóa. Thì cũng giống như vậy luôn nha cả nhà. Thì em chốt cho cả nhà mình với giá là 920.000 đó. 920.000 nha cả nhà. Đó. Thì dây đó, dây cần lưỡi nguyên combo đồ luôn, đó. Đồ phụ kiện tặng kèm cho các bạn luôn là 920.000. Thì anh em mua hai bộ thì được tính 900 chẳng ha. Đó, là giá này đã bao gồm tiền ship rồi nha cả nhà. Nó giá này là đã bao gồm tiền ship rồi cho nên là thành thử ra là cả nhà mình mua đừng có ngại có tốn phí ship thêm hay không ha. Là không có tốn phí ship gì thêm nha cả nhà. Đó là chế 920.000 nguyên một bộ như thế này nha. Đó, thì ngày qua được cũng có mới về bộ lua nữa, NST. Đó, đây là cây NST nè. Đó, mẫu cần lua 2m1. Mẫu này không gài được, cần này không gài được hết các bạn, nay được về nha. Anh em có thể mua xé lẻ ha, được cũng có bán xé lẻ ha. Còn mấy cây nha cả nhà. Đó, phen chân cao Fuji rất là đẹp nha cả nhà.
đó, rất là đẹp đó. Thì đây là combo lua, thì em sẽ lên mẫu lua cho cả nhà mình hả. Đó, cần nở tê nha các bạn, 2m1, sơn màu rất là đẹp luôn. Mẫu này được đang cháy hàng hôm nay, hôm nay mới về lại nha cả nhà. Với máy FX 2500 ha, Shimano FX 2500, thích hợp đến em lua lóc, lua chẽm, lua đồ ha. Đó, anh em lua lóc, lua chẽm, đồ ok nha. Thì cây này phen, nó là phen chân cao rất là đẹp các bạn, các bạn. Đó, phen chân cao rất là đẹp. Đó, thì combo bộ này. Rồi, thì combo bộ lua này nha cả nhà. Thì đây là bộ lua máy Ebit xây 2,5 và cần nờ ST, nó xây 2m1. Thì giá của em này với được sẽ công bố cho các bạn với cần một cuộn dây Nobi xịn sò của hãng Nobi nha các bạn. Đây là cuộn BE ha. Thì combo 3 món này như thế này ha, thì được chốt cho anh em với giá là 1.050.000 nha các nhà. Giá đã bao gồm tiền phí ship ha, 1.050.000. Đó, thì combo 3 món như thế này nha. Đó, cần nở T 2m1, đó, rất là đẹp nha các nhà. Với máy FX hả, đó, máy FX 2,5 và cuộn Nobi ha. Rồi, cả nhà mua được loại nào thì cứ báo em ha. Đó, dây Nobi luôn, nó rất là xịn sò nha. Combo lua, lua lóc nè, 2m1, cần này thì đẹp khỏi chơi luôn các bạn, khỏi chơi rồi giờ đâu luôn á, nhẹ nhàng luôn. Bộ này lua rất là nhẹ nha cả nhà. Đó, thì được về một số đồ như thế này, cũng báo cho anh em. Và được đây được có cái mẫu máy lua K7 ha. Mẫu lua K7 với giá là 640.000 nha cả nhà. Lua K7 nè, giá 640.000 nha anh em. Đó, máy lua K7 đó, 640.000. Thì được cũng sẽ lên combo cho các bạn luôn ha. Rồi nha cả nhà, thì em sẽ lên combo máy ngang này luôn cho các bạn luôn nha. Nó cần hung tim black, nó hung tim black máy ngang 2m4. Nó cây này là cây hung tim black toàn máy ngang, đây là máy Nobi K7 nha. Thì anh em có thể nào mà lựa cho mình một cái cây cần khác, chẳng hạn như giờ em có cần khác cũng giá cũng tầm 620 như thế này luôn. Na ná với con K7 này luôn á. Thì anh em có thể báo cho em là tao không ưng cây hung tim black này, em lấy cây khác cho anh thì cũng có luôn nha cả nhà. Em có mấy cây Pioneer luôn. Đó, thì bộ này cũng gồm có combo 3 món thế này luôn nha cả nhà. Đó, 3 món này luôn, cần hung tim black 2m4. Đó, là máy ngang ha. Còn cuộn dây Nobi ha, Nobi. Đó, với máy Nobi K7 ha cả nhà. Đó, máy Nobi K7 ha. Thì combo này các bạn. Đó, thì giá cũng rất là hời, rất là mềm cho cả nhà mình luôn nha các bạn. Đó, giá 1.2 ha. Đó, đã bao gồm phí ship cho cả nhà mình ha. Đây là 1.2 nha cả nhà. Đó, 1.2. Đó, 3 món như thế này ha. Đó, khi anh em mua thì em sẽ gửi tặng cho anh em một cái vài số khóa lua ha. Khóa lua với chụp chì. Với chì, đó. Là 3 món thì em sẽ gửi tặng cho anh em ha. Rồi, được, xin chào cả nhà nha. Cả nhà cần gì thì cứ mua ủng hộ em nha. Nói chung là về chủ yếu là F35, F45 nè, với máy ngang K7. Với dây Winner. Còn mấy cái cần này được đã có rồi, đã quay rồi, với chủ yếu là cây nở T nè các bạn. Nở T này được đã mới về. Đó, thì anh em có mua xé lẻ thì cứ báo inbox cho em cũng xé lẻ cho anh em nha. Rồi, xin chào cả nhà nha.